Vâng, bác xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trong cái video này thì sẽ là cái phần 2, cái phần series tiếp tục những con tàu khu trục hạm mà theo ý kiến cá nhân của mình đánh giá nó là những con khu trục hạm mà anh em không nên chơi ở cái thời điểm hiện tại anh em nhá. Ở cái phần 1 thì mình đã kết thúc từ con Lider rồi. Và nếu như anh em theo dõi kênh của mình ở cái phần 1 đấy thì anh em chắc chắn là sẽ biết. Ở cái phần 2 này thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đi từ con Lider, và sau con Lider sẽ là con CL2058. Đây là một con trục hạm thì mình nghĩ là nó thiên hướng một chiều đâu. Được cái là cái xác nó nhỏ, tốc độ thì gọi là ok, 23 hải lý, không quá nhanh nhưng không quá chậm, độ cơ động thì là tốt. Nhưng con này thì thiết kế đó là hai khe tên lửa đôi, tổng cộng sẽ là 4 tên lửa anh em nhé. Cái pháo này thì nó lại là cái pháo quá, và nó bắn tận 6 viên anh em ạ. Bắn tận 6 viên như thế này thì đúng là nó hơi bị lâu la trong cái việc là dùn sát thương. Tên lửa thì có khả năng là dễ bị bẫy mồi. Trường hợp anh em chơi X51 thì mình không nói nha. Con này thì đúng là theo cái hướng gọi là diệt hạm từ tầm xa rồi, chứ còn chẳng có một cái vẹo gì khác cả. Đây là mang còn cam hỗ XX để check map cho nó nhanh. Con này phải đi anh em phải hết sức là chú ý cái vị trí nha. Nếu như mà đi xa tìm của đồng đội quá là nhiều khi cũng được. Đi vào này không biết có mất máu nhỉ. Đi xa cái vị trí của đồng đội quá nhiều khi là đồng đội không hỗ trợ kịp là toang. Cái con này thì có cái điểm mạnh một chút đó là về cái phần radar. Trong trường hợp anh em mà cứ solo khu trục với nhau ấy, còn gặp một con tàu mặt nước nào khác ấy, thì anh em thường thường sẽ có lợi thế hơn một chút, do là cái tầm nhìn của radar của con này thì nó to hơn. Bắt giờ heo, cái quái gì đây vậy? Ô, cái này. À, mình tưởng nó này có một cái mục tiêu địch cơ, hóa ra không phải. Hay sao gì anh em? Con này anh cả cái khoản phòng không của nó thì cũng kém, chỉ có X3 phòng không thôi, có hai pháo tự động nhưng mà mình đã lắp cái Maclin rồi, vì con này thích theo kiểu câu điển từ xa nó sẽ hợp lý hơn. Ở đây thì mình sẽ cố gắng đi lên để sử dụng cái phòng không của con này hạ con trực thăng. Sau khi hạ con trực thăng này thì chúng ta mới có thể yên tâm mà chơi được không được. Rồi xong rồi. Chưa gì đã gặp ngay mấy khứa này xong đều thế không biết chứ nhỉ. Quay đầu chạy gấp anh em ạ. Rồi, không có quay kịp hay không. Kể như con này mình đi lên muộn một tí thì ngon. Đi ra đây là chơi cùng với đồng đội đi. Cái góc này là không ăn thua rồi đấy. Cảm giác là đứng góc này nó không thơm rồi đấy. Quá đỏ anh em ạ. Nó cũng may được cái là cái độ cơ động của nó tốt. Nó bẻ lái được. Mỗi bên mất một người rồi, mình chưa gây được một tí tham nào luôn ạ. Nào, gây sát thương anh em ơi. Gây sát thương đi. Bắn chết cha đi. Hắn thấy gì? Rồi, máu này hơi kê, không thể tự tin một tí nào. Cái này bắt buộc anh em sẽ phải bám sát cùng với đồng đội thôi. Kim ơi, Kim làm sao vậy? Ôi dồi ôi, tạch té gấp. Cái DR2K nó mới lỏ chứ đi. Ôi lại còn gặp cả anh ngầm mà gặp ngay cái map lỏ à. Đi đâu cũng gặp địch. Bây giờ em phải làm sao? Úi giời, ông đồng đội mình quay sợ thật. Vừa ra trận đầu gặp ngay cái team này nó hơi khốn khổ khốn hạ một tí. Thôi đành phải ra đây xử cái bạn DR2K thôi chứ biết làm nào. Cái đâu của ta? DR2K đâu? Đội bạn đã có tàu sân bay chứ nhỉ? Thế nó mới lỏ quá, đâu rồi? DR2K đâu rồi? Chạy nhanh vậy ta? Anh ngầm ơi, anh xử lý cái thằng ngầm bên kia đi. Nhưng còn hy vọng bây giờ em chỉ hy vọng ở mỗi anh thôi, chứ còn cái trang bị này thì ngay từ đầu em đã nói rồi, khu trục hạm này thì nó quá lỏ trong việc chống ngầm.
ghê ghê ghê, dí hơi ghê nha, dí hơi bị ghê luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ lại đi tìm cái thằng tàu sân bay thôi. Cái này phòng không nó quá kém, còn lắp cái MacLean nè. Anh ngầm này, cẩn thận anh ơi, thằng DR2K nó đang cấu anh từ đằng sau đấy. Rồi, cũng may anh ấy vẫn còn oxy để mà lặn. Bây giờ mình đấu cái này không biết mình đấu kiểu gì ta. Khỏi ôi khỏi rồi. Cấu thế thôi. Ai chà chà. Nóng lên không? Nó đang có lợi thế tàu sân bay anh em ạ. Mình để cấu chứ nhỉ. Nhất quyết nó không đi lên. Cấu máu. Thơm, thơm. Ông này ông chơi X51 rồi anh em ạ. Chơi X51 thì tôi chịu rồi. Hay lắm anh em ơi. Chỉ có một bạn ngầm thôi nhưng bạn ấy xử lý khá là tốt đấy. Phối hợp ăn ý đấy. May là ông ấy còn có đồng đội còn xử được cái thằng ngầm, không là mình toang. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm nốt cái thằng tàu sân bay nhá. Còn đúng cái hồi máu cuối cùng không? Con này bây giờ mà anh em chơi online nó thật nó rất là khốn khổ luôn á. Tại vì con này thì cái điểm mạnh của nó, cái radar rộng, nhưng mà trong cái việc đấu 5 năm thì nó lại không có quá nhiều tác dụng đâu. Rồi, anh em nhìn nó cái hoàn cảnh của mình bây giờ. Hết hồi máu. Hết cả bẫy mồi tên lửa, bây giờ là chỉ có hy vọng vào đúng cái phòng không thôi. Hai thì mình lắc cái gác full mà chỉ có X3, không có nhiều. Đây là không người lái à. Ê chà chà. Em vẫn đang cố các anh em trụ vững đây. Anh cố lên, em đi lên đây em sẽ nhìn thấy nó. Lượng máu thì còn 126k và những con tàu của chủ hạng quá lỏ. Trận đấu nghe vẻ hơi lâu của ta. Thấy. Em thấy là em bắn thôi. Ui đau. Đau quá anh em ạ. Có bắn thế này thì đau quá. Cấu. Ôi trời ơi, cấu này không biết đến bao giờ nó mới chết cho ạ. Rồi, toang luôn rồi anh em ạ. Bây giờ thì chỉ có hy vọng của anh ngầm thôi. Đội bạn trận này nó có tàu sân bay, nó lợi thế nó quá ngon rồi. Rồi thằng ngầm ra chắc chắn là nó cũng sẽ xử được thôi. Quay hết sạch cả hồi máu rồi. Team địch có cả ông DR2K level 54 thì tôi chịu ông rồi. Thực sự đây là một con chủ hạng nó chỉ theo cái hướng là cấu rỉa từ xa thôi. Còn bị cam từ sớm như vậy thì rất là khó. Để xem anh này anh sẽ dùng cái gì nào. Bulava, ZL3, Spearfit, toàn loại nuôi hạng nặng đấy. Rồi cái tên lửa thì anh né được, nhưng mà ngươi lôi thì mình không tin là anh né được. Anh này tên là An, level 26. Ok đấy, trận đấu của chúng ta có vẻ như đã an bài rồi đấy. Sẽ xem nốt anh em nhá. Xem ông này chết như thế nào, cũng khỏi nó hành hạ mình khổ quá anh em ạ. Mới trận đầu tiên, à đâm luôn. Úi giời ơi, tàu ngầm đâm cả vào tàu sân bay ạ. Chịu ông rồi. Chiếc khu trục hạng mà tiếp theo, đó là chiếc khu trục hạng thứ hai trong cái danh sách ở cái phần 2 này anh em nhá. Một con khu trục hạng của Italia, của Ý đấy anh em. Con này thì nhìn rất giống một cái phiên bản con Dulio phiên bản T3 đấy, nhiều anh em vẫn hay nói như vậy, đó chính là con là ITD. Con này là con ITDDX anh em nhá. Hay nhiều khi hay quên tên. Mấy con tàu của Ý thì đọc nó khá là sát lưỡi. Con này thì nó cũng chỉ thiên hướng giống như kiểu con 058 thôi. Đi check map cái. Rồi, cái bộ trang bị này thì mình đã lắp, đó là cái Def 17. Đấy. Này chủ yếu là bắn cho nó xa ra. Ui giời. Cái này thì đúng anh em, chỉ có đúng rồi tên lửa với pháo là bắn được, còn lại thì tôi chịu chết rồi anh em, không làm gì được.
pháo này thì nó ở cái cự ly gần cái pháo phụ ấy. Tốc độ con này thì đâu phải ấn tượng đâu, chỉ có 22 hải lý thôi. Quân ship thì quá khó chơi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ có hy vọng vào cái ông CBN-78 thôi. Xử được thì xử. Anh em thấy ông nó nhắm, nó tập trung nhắm vào mình luôn này. Nó lỏ chứ cái pháo phụ này không bắn được. Con này cơ động quá kém anh em ạ. Xác cái nhỏ nhưng mà cơ động thực sự là quá kém. Sát thương rồi, từ nãy giờ cái pháo phụ không bắn được luôn anh em ạ. Nó bị đau một gì nè. Anh cứ cẩn thận nhá, cái DF-17 của em nó bắn ghê lắm nhá. Úi giỏi ơi. Anh cứ bình tĩnh đi. Đâu sẽ có đó. Thì chó sẽ lại có mắm tôm. Chưa vào tầm, cái pháo này pháo bắn khá gần. Ôi, đủ chưa anh quân ship hay đi cho nó lành. Kiểu gì cũng chạy chạy chạy. Tiếp mù ra tận bên này à. Ôi, xử được cái anh quân ship với lại cái anh sân bay là ấm rồi. Map này thì cái vị trí này là chỉ có cái này thôi, không làm gì khác được. Con này thì được cái là chỉ có diệt hạ với lại là phòng không bằng cái pháo phụ thôi. Sao này cứ đứng ở đây? Anh này không sợ chết à? Cái con này thì chống ngầm thì nó cũng hơi bị kém, do là nó chỉ có lôi chứ không có phóng lựu. Rồi thế là chết mất ba anh. Nhìn nó đi nó chậm chạp thế là rời ạ. Đây mình cua thử cho anh em này. Quá chán luôn ạ. Cái độ cơ động quá chán luôn. Bây giờ mà thấy anh em nào chơi con ITDDX này thì đúng là cần phải tôn vinh những anh em đấy. Úi giời ơi. Úi giời ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Ali. Ôi ôi. Tổng phức. Được cái pháo phụ này nó bắn khá là nhanh. Làm lại hồi nhanh nhưng mà tầm ngắn. Cái pháo phụ này nó sẽ tự nó nhắm chuẩn mục tiêu luôn anh em nhé. Tự nó sẽ nhắm chuẩn luôn. Nó nổ ram. Ok đấy, đấy là được bắn thôi. Khi bị dí thì cũng mệt lắm. Rồi, chết rồi đấy. Xác con nhà bà định rồi đấy. Hỏi em xin một phát nữa. Anh em ơi, ào lên đi. Có lợi thế rồi. Cũng may trận này mình mang được cái loại con trực tăng kia, nó check map nhanh. Không đúng là chỉ còn cái nẹp. Rồi, ok. Chiếc khu trục hạm tiếp theo của chúng ta sẽ là chiếc Kirin anh em nhé. Đây sẽ là chiếc thứ 3 ở trong cái danh sách của chúng ta. Con này thì nói thật là anh em cũng ít khi sử dụng lắm. Mặc dù có quả skin khá là đẹp đấy, nhìn nó kiểu rồng vàng rất là ấn tượng, nhưng mà do cái lượng vũ khí của nó mình nghĩ là nó không đủ ấn tượng ấy, đặc biệt là cái pháo phụ rồi này đấy. Nhiều anh em có góp ý bảo cái này mà thay bằng hư lôi thì chắc chắn nó sẽ có nhiều anh em chơi hơn. Nhưng mà cái pháo phụ này thực sự là nó không cần thiết trên con tàu này ấy. Anh em đánh giá như vậy cho nên là anh em chơi khá là ít. Và thực sự là như vậy, con này thì mình nghĩ là chỉ giống như con ITDDX thôi, hai con bản chất nó y xì nhau. Cái pháo phụ của con này thì nó lại khác cái con ITDX ở cái chỗ là nó không bắn được phòng không anh em nhé. Nó chỉ mang cái tính chất gọi là đúng tính chất là cái từ pháo phụ đấy, gọi là thêm hộ đam thôi, hộ đam cho pháo chính thôi. Đấy thì mình sẽ lắp đó là một khe đơn Atmaka, một khe đôi DF-17 đấy, còn đồ xốp hết tất cả trừ cái loại Atmaka thôi. Phóng lựu thì cũng là phóng lựu ở trong xốp 276 Buna. Tàu sân bay bên mình đó là ông level 31. Hiện tại ông gây được 6.000 đam ạ. Mình mang cái con trực thăng này chủ yếu là để đi phòng thủ nó, chứ không mang tính chất là check map đâu. Nhưng mình nó bị dí hay sao ta. Con này thì nó cũng bình thường thôi, mình nghĩ nó bình thường thôi. Và để nếu mà chọn những con khu trục hạm mà đáng chơi hơn ấy, thì mình nghĩ là Kirin nó sẽ không phải là cái sự lựa chọn cho anh em đâu. Nó không thực sự mạnh về một cái mảng nào đấy anh em ạ. Diệt hạm thì cũng không phải là quá mạnh, chống ngầm thì cũng không phải nói là quá bá đạo. Đây rồi, thấy rồi. Phá mục tiêu. Phá mục tiêu. Quá một cửa. Quá một cửa. Anh em hạ như thế à anh em ơi. Chờ tí. Hoa thơm mỗi người ngửi một tí. Anh em cứ chờ đi. Hoa thơm mỗi người ngửi một tí.
con này là cái pháo phụ thì nó hồi nhanh, bắn được liên tục, nhiều khi nó hộ đam, nó gây sức ép ấy. Không phải ông nào đây anh ơi, anh thò ra đi, mỗi bên mất một tàu sân bay rồi. À rồi rồi, như vậy nó là ngầm nó mới mệt chi nị. Đúng cái điểm yếu của con Killin luôn ạ. Ngầm nó hơi mệt rồi nha, nhưng mà bên mình cũng có một ông ngầm đây hỗ trợ được. Mình ra mình bắn phóng lựu xuống, mình sục hộ anh em. Anh em này cũng quái nhỉ, chưa có góc. À đây rồi, có góc cái rồi, sục hộ anh em ngay. Trước mặt có hai thằng kia, mình đang hơi ghê. Đó, đứng sục hộ anh em thôi. Úi giời, SB31 thì được cái là cơ động, máu thì yếu lắm. Hỗ trợ được anh em phải hỗ trợ ngay. 40k. Ôi, sục nốt pha này đi. Nguy hiểm nó gần kề mình rồi. Địch nó cũng không dám thò ra. Như vậy là nó sẽ bỏ mặc cái thằng ngầm này luôn. Anh em phải xử được cái thằng SB31 này đi, thì đúng mới tự tin chơi được. Lên, như vậy là cả đội hình nó ở đây luôn anh em ạ. Pop, pop, pop. Pop, úi giời ơi. Đừng gây cấu rồi. Đi căng vậy ta. Làm gì mà căng vậy? Ngầm chưa chết à? What the hell, cái quái gì vậy? Nhìn như thế mà không chết được thì đúng là quá là hư cấu. Rồi rồi, có góc nha. Đừng có mà quái thường. Rồi ơi, có góc cả đây. Trời ơi, tính toán cả đây. Thấy chết thì vẫn còn mò ra. Bả đây anh em à. Trời ơi, bắn hết sạch cả phóng lựu luôn ạ. À, có sự hỗ trợ nhiệt tình của anh em, mình chiến đấu tới cùng. Đi ghê chứ. Mình còn hơn 100k nữa, mình vẫn rất là tự tin. Và trận này lên, vui rồi, lại gánh tạ trận này rồi. Thiết giáp hạm lên này, thiết giáp hạm đứng phía sau thì sợ cái gì. Anh em mà đã tự tin ủng hộ mình thế thì mình cũng lên luôn. Thằng SB31 nó chết một phát là mình tự tin ngay, không còn áp lực nữa. Còn anh này, anh nghĩ tàu còn đấm cả vào cái núi như thế này, chìm không chìm được hẳn hoi. Trời nào, trời học này hơi bí. Rồi anh này bị lừa rồi. Trời ơi, anh này bị lừa rồi, em xin. Nó không chết kìa. Quả đấy mình bắn vào đây mình nghĩ là nó chết rồi chứ. Hàng 1.9 ạ. Đến với chiếc khu trục hạm tiếp theo, đó chúng là chiếc 283 anh em nhé. Ta sẽ có cái chiếc tàu HMS của anh. Đấy, con này thì vũ khí của nó thì cơ bản là đủ rồi, đủ cho anh em dùng. Nhưng mà do là cái thể xác của nó ấy, đấy, và cái cách thiết kế cái vũ khí của nó thì mình nghĩ là nó, anh em thực sự là không nên chơi thời điểm hiện tại nhá. Tại vì tên lửa thì chỉ có X3, pháo thì có 1, phóng lựu có 2 và cái ngư lôi thôi để chống ngầm. Con này cái khả năng gây sát thương thì nó cũng theo kiểu như là mức tương đối khá thôi, nếu mà anh em mà biết chơi, mà cũng phải là có vũ khí trang bị có đồ một chút nhá. Chứ còn nếu mà đồ mà hơi lỏ thì không chơi lại được cái đội địch đâu. 283 này nó chỉ có giới hạn thôi, dù sao nó làm con trục hạm pass mà. Con này thì là con tàu của anh, mọi người nhìn thấy không? Khu trục hạm nhưng mà cái tốc độ thì chỉ có 21 hải lý,
độ cơ động thì ở cái mức là chấp nhận được, nhưng mà tốc độ thì quá chậm. Chính vì cái lượng vũ khí của nó thì ở cái mức gọi là tương đối, nhưng mà do là cái tốc độ của nó thì nó quá chậm, thành ra là cái việc anh em nhập cuộc nó sẽ khá là lâu. Và nhất là khi mà gây sát thương ấy, gây sát thương nó không phải là mạnh với cái việc sốc đam. Nếu trong trường hợp mà anh em bị bắn ấy, lùi lại để mà né khó. Rồi dí luôn. Thế này con này anh em ít chơi lắm. Nếu mà để nói là chọn cái thuộc hạng cơ động thì anh em chắc chắn là sẽ chọn cái loại cơ động cao hơn. Dí rồi. Đấy, ở đây là cũng may rồi. Anh em thấy không? Bị nó dí cho một cái thấy mệt. Bây giờ muốn lùi lại nó sẽ rất là khó. Do cái tốc độ của nó chậm quá. Đấy, nhiều anh em là cũng thích chơi theo kiểu thiên hướng cầu toàn một tí. Thành ra là con thái 83 anh em ít chọn lắm. Mình nghĩ là anh em bây giờ thì tạm thời cũng chưa nên chơi con này vội. Để sau khi con này sau này nó có bút cái gì nữa chúng ta sẽ tính tiếp. Góc này gây sát thương không nổi. Gặp cả Ashigara, con này thì có bắn tên lửa thì ghê rồi. Con này nó bắn tên lửa thì nhất nó rồi. Anh em ơi, vây chết cha đi. Cái yếu tố dùng để chiến thắng của anh em trong từng trận đấu đó chính là đi cùng với đồng đội. Đấy, tàu của chúng ta yếu nhưng mà chúng ta phải kết hợp được với đồng đội thì nó sẽ lại thành mạnh ngay. Địch mạnh đến mấy là cũng tan thành mây. Con này thực sự là cái tốc độ của nó quá quỳ bắp anh em ạ. Không thể ấn tượng một tí nào. Vã thôi trước khi nó đi qua tầm nhìn. Ôi, em sau đây em chặn luôn. Địch chưa gì đã chết hết thì còn có hai người chơi cái gì. Các anh di chuyển với nhau nó hơi bị rời rạc. Vã thôi, thấy là vã thôi. Con này thì cái đồ của nó thì nó chống hạn được, chống ngập được, nhưng ma nó chỉ cái mức độ tương đối thôi, là đa năng tí mà. Bắn cái gì đây? Anh thấy em anh không nặng xuống à? Anh hơi bị khóa mạ em đấy. Xử nó sân bay nhá. Nó sân bay cho nó hết trận chúng ta sẽ sang tiếp một khu trục hạng khác. Ôi giời ơi, thế này khéo lại không đến lượt rồi. Anh em đúng toàn tàu cơ động tốc độ cao khác, nhiều khi hít không kịp của anh em luôn, anh em ra hốc hết sạch. Và đây sẽ là chiếc khu trục hạm cuối cùng ở trong cái danh sách là những khu trục hạm không nên chơi theo ý kiến cá nhân đánh giá cá nhân của mình nhá. Đó chính là chiếc Ocean Avenger. Anh em nhìn thấy nó có uy tín không? Quá là uy tín ạ. Cái con này thì nó tất nhiên nó cũng sẽ có cái điểm mạnh và có cái điểm yếu của nó, nhưng mà mình nghĩ là về cái phần hạn chế thì nó sẽ nhiều hơn. Và chính vì vậy mình sẽ liệt kê nó vào top những con tàu khu trục mà anh em không nên chơi. Chà chà, kinh, ném cái là úi giỏi rồi. Chúng ta sẽ lái tiếp. Và cái con này thì nó yêu cầu anh em phải có một cái kỹ năng rất là cao nhá. Vừa phải có kỹ năng lái tàu này. Đấy, vừa lại phải có cái cả kỹ năng để mà bắn từ tàu nữa, lái máy bay nữa. Hết lái máy bay xong lại bắn tàu. Sao địch trận này không check map nhỉ? Bắn hộ anh em luôn. Con này nếu mà do nó là thiết kế nó là dành cho khu trục hạng, cho nên là anh em hoàn toàn có thể kết hợp với lại tàu sân bay nhá. Cái này thì hoàn toàn bình thường thôi. Địch mà không trách cho mình thì mình cũng chẳng tội gì phải di chuyển hết. Lái tiếp. Ôi giời, gặp ngay cái map bão táp trận cuối là nó hơi nhỏ à. Sao đội địch nó toang sớm thế. Ô hay. Sao toang sớm vậy ta. Sao lại toang được sớm thế nhỉ. Em hit được có hơn gần 500k đam thôi. Đâu có nhiều đâu. Cái này thì có cái khẩu pháo khóa. Pháo này thì anh em không thể thay đổi được. Hơi bị hạn chế một tí. 2004 anh em từ nãy giờ không hạ được nó kìa. Hư cấu. Hư cấu quá. Có một tí hâu. Ông cầu pass này ông cứ lang thang đứng sau cái dàn khoan này. Chả biết là ông có giải quyết cái vấn đề gì hay không. Để em vào đây em dọn dẹp nốt. Úi giời,
anh em tham thế, tất cả của mình kéo khi mình phải đi làm lại trận khác anh em ạ. Đây rồi, thấy rồi, chạy với chúng tôi này, pháo nó thì bắn cũng chuẩn, hồi không phải quá lâu đâu, cái này anh em chấp nhận được. Và mình sẽ làm lại cái con tàu này anh em nhé. Cái trận vừa rồi nó lỏ quá, nó nhanh quá, vào chưa kịp cái gì đội hình của bạn, đội bạn nó toang hết sạch rồi, không có làm ăn được cái gì cả. Con này nó phải kết hợp cả hai yếu tố, lái được máy bay tốt, rồi lái được tàu tốt, bắn tốt nữa. Cho nên là những anh em mà đạt được cái kỹ năng này thì mình nghĩ là nó không nhiều. Đấy, cho nên mình khuyên anh em là nếu, đặc biệt là với anh em mà mới chơi nhá, không nên tham. Rồi thế thôi, em ăn thế thôi, em lại té, cấu nhẹ cái mà. Đây rồi, đây rồi, em chiêu thế thôi, bắn một cái xong em lại lặn xuống. Đấy. Rồi chúng ta đi về nhá, lái sang con này đi. À, với lại một cái phần nữa đó là khi mà chơi khu trục hạng này anh em cũng phải đầu tư nó khá là nhiều, chính vì vậy mình khuyên anh em là không nên. Con này chắc chắn là anh em sẽ phải có máy bay ngon rồi, không thể nào mà chơi lắp cái loại không người lái lỏ mà chơi được đúng không? À, hay phết nhở? Cháu con ship đang chơi mình như thế này, bắt rồi, chết đi, chết không? Chết, sao? Quá hợp lý. Rồi chúng ta sẽ lái tàu sang thẳng bên này luôn. Mặc dù nhìn cái thân xác nó kiểu hình vuông nhưng mà nó quay khá là tốt đấy. Nó do con này nó yêu cầu quá nhiều, phải có kỹ năng, phải có máy bay nữa, phải có kỹ năng một chút thì mới chơi được. Nên là mình vẫn khuyến khích anh em là thôi, tốt nhất là chúng ta không nên, nên chơi con khu trục hạm khác. Á đủ. Tôi bị tội thích chơi ông này cơ. Tôi lại thích chơi ông này cơ. Phòng không của Yamato thì nó không đáng ngại. Em chỉ đáng ngại mỗi cái anh school ship anh bắn sát quá. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Cẩn thận, không lại gặp quỷ thần. Đây, 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 đây. Úi giời ơi, school ship bắn ghê quá trời. Ở đây. Mình đang muốn nhắm thằng school ship anh em ạ, chứ mình không muốn nhắm thằng Yamato này. Rồi, nó chết rồi. Mỗi bên đã mất 3 người. Bây giờ mình sẽ áp sát cái con Yamato. Nhưng mà nói thật với anh em mà áp sát Yamato nó không phải là một cái sự lựa chọn thông minh đâu. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Kéo khi mình phải ta té thôi. Không thể nào mà đối đầu với Yamato ở cái cự ly 1 km được. Đây là một cái điều quá là sai lầm. Mình không chơi dại anh em nhé. Đấy, tốt nhất bây giờ quay đầu là bờ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lái con này để hành hạ con Yamato. Mình sẽ mang con Mi SP này. Con này cái khả năng mà kiểm soát cái tốc độ của nó không được tốt lắm đâu. Cấu được hơn trăm. Cấu được hơn trăm thế là ok rồi. Thằng nào bắn mình ta? Á đủ. Anh à, như anh này như hơi bị ngứa tay thì phải. Thôi thôi, ta té sớm trước khi mọi chuyện nó tồi tệ hơn. Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Hay quá nhỉ anh em, chơi hay quá nhỉ. Em lạng lách đánh võng ngay. Giời ơi, chỉ có cái mùa xuân đấy, lạng lách đánh võng đừng để cho cái pháo nó bắn trúng là được rồi. Thế là quá ok rồi. Đó. Thấy không? May phát cuối dính một phát nhưng mà không thấm. Quả đấy mà thấm thì tội cũng chết. Con này có cái điểm nạp lại mà. Anh em phải có kỹ năng rất tốt để mà điều khiển được cái con Ocean Avenger này. Chắc cái gì đây? Bạn ấy chắc cái gì đây? Rồi, tấn công. Chưa khóa được kìa. Cái loại tên lửa số 2 này khóa nó hơi gần nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ lại đi vòng vòng thôi. Câu kéo để cho nó nạp lại.
thế thôi, em không đi vào gần. Em khôn, em không đi vào gần. Các anh muốn làm cái gì các anh cứ làm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp cận này. Cái thời điểm này là cái thời điểm hợp lý này, vì chúng ta hết vũ khí rồi. Đó, húp cho một cái xong lại về. Ôi dồi ôi, hơn 7 km à. Sao nó xa thế à rồi. Ôi dồi, ông kia cũng 2 triệu đam rồi. Nhưng mà ông kia là tàu sân bay thì không nói. Ông ấy có nhiều máy bay, nhưng mình làm gì có nhiều đâu. Em vẫn còn một con MSP nữa. Ôi dồi, ôi dồi, bạn dồn đam thế này. Bạn Attacker kia làm sao, bạn ấy còn tâm trạng đâu mà về cảng. Con này anh em thấy được cái là nó lái, nó cơ động thì tốt, nhưng mà cái tốc độ thì chỉ như con Thai 83 thôi. 21 hải lý đâu có nhiều đâu. Rồi bây giờ bạn hết máy bay thì mình lại hồi lại đến lượt mình. Con này mà nhiều khi kết hợp với team mà có tàu sân bay nó khá là hay anh em ạ. Thế mà cuối cùng lại không đến lượt mình. Và vừa rồi thì mình cũng đã đi làm cho anh em nốt về cái phần 2. Thì đây cũng sẽ là phần cuối cùng về cái phần top của trục hạm mà theo ý kiến cá nhân của mình đánh giá là anh em không nên chơi. Đấy, còn ý kiến cá nhân nhận xét của anh em như thế nào thì anh em cứ có thể comment ở phần bình luận nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video của mình. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video sau.